Chồng đi lên nhà Chúa, chồng đi lên nhà Chúa, Chúa ơi, cùng thánh ngài ngơi bao huyền diệu, ngân ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm, tìm chung mang tiếng hoan hiến dâng lời Chúa ơi, cùng giữa nhà Chúa vui dương nhường. Gọi con lên hàng nghĩa thiên, tâm tư con gieo vâng cảm ơn. Từng bước đời thân hiến con đây, dâng Chúa tình yêu giữ cho vẹn toàn. Đường đi lên nhà Chúa, đi lên nhà Chúa. Chúa ơi, cùng thánh ngài ngơi bao huyền diệu, ngân ngây trong cõi lòng. Lạy Chúa con mơ ước ngày đêm, tìm chung mang tiếng hoan hiến dâng đời. Chúa ơi, cùng giữa nhà Chúa vui dương nhường bao, có Chúa làm ra. Chẳng trông mong gì lấy Chúa, con van xin mơ ước một điều. Cương trọn đời tận hiến yêu thương, trong thanh điện đây sướng vui ngập hồn. Chúa vui sướng nhường bao.
Chúa làm ra đời con, nguồn hạnh phúc con trong cây Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Kính thưa Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản Hạt, quý Cha Cố, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý ông bà cố, thân nhân của các thầy tiến chức, quý cố, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng tụ họp tại nhà thờ chính tòa để cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho ba thầy phó tế của giáo phận chúng ta. Giáo phận chúng ta có ba linh mục.
Đây là niềm vui, bởi đây là quà tặng của Chúa. Giáo phận chúng ta có ba người đáp trả tiếng Chúa gọi quảng đại, hy sinh bỏ hết cái gì của mình để chỉ lo cho Chúa, cho hội thánh, cho dân Chúa. Đó là tin vui. Vì thế chúng ta hôm nay hợp với các tân chức, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta có ba tân linh mục phục vụ cho dân Chúa trong giáo phận chúng ta. Chúng ta cũng hiệp ý với ba tân chức để cảm ơn Chúa, bởi được làm linh mục đó không chỉ là nỗ lực cá nhân mà trên hết là ơn Chúa. Chính Chúa chọn, Chúa gọi giữa bao nhiêu thanh niên khác để Chúa sai đi làm việc của Chúa, đồng thời để chu toàn sứ vụ linh mục cao cả này trong suốt cuộc đời. Nó đòi hỏi sự cố gắng hết mình, kiên trì từng ngày, nhưng trên hết cần có ơn Chúa. Vậy cũng trong thánh lễ này chúng ta sốt sắng cầu nguyện xin Chúa cho các tân chức hôm nay được tràn đầy ơn Chúa, và xin Chúa gìn giữ các ngài trung thành, trung tín với sứ vụ linh mục cho tới hơi thở cuối cùng. Và hôm nay là lễ sinh nhật Đức Mẹ. Chúng ta khẩn khoản nài xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho mọi người trong giáo phận chúng ta. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn trên hàng linh mục, đặc biệt ba tân linh mục hôm nay, để họ noi gương Mẹ cộng tác hết mình trong chương trình cứu rỗi. Và để cho lời tạ ơn và nguyện cầu của chúng ta trong thánh lễ hôm nay được Chúa nhậm lời, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Chúa thương tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều, tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an thiên thế cho lễ thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa.
là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con hồn Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, trên Thiên Chúa là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, xin có Chúa là đấng thánh, xin có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đã dùng thừa tác vụ linh mục để cai quản dân Chúa. Xin ban cho các phó tế của Hội Thánh Chúa mà hôm nay Chúa thương gọi lên chức linh mục được kiên tâm phục vụ Thánh Y Chúa, để họ biết dùng thừa tác vụ và đời sống của mình mà làm vinh danh Chúa trong Đức Kitô, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Dân Số. Ngày ấy ông Mô-xê thưa với Đức Chúa: Sao Ngài lại làm khổ tôi tớ Ngài? Tại sao con lại không đẹp lòng Ngài, khiến Ngài đặt gánh nặng tất cả dân này lên con? Có phải con đã cưu mang tất cả dân này không mà Ngài lại bảo con: Hãy bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ, mà đem vào vùng đất mà ta đã thề với cha ông chúng. Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi thì hơn. Ấy là nếu con đẹp lòng Ngài, đừng để con thấy mình phải khổ nữa. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy tập họp hò lại cho ta 70 người trong số các kỳ mục Israel, những kẻ ngươi biết là kỳ mục và ký lục trong dân. Ngươi sẽ đem chúng đến lều hội ngộ, để chúng đứng đó với ngươi. Ta sẽ xuống đó nói chuyện với ngươi. Ta sẽ lấy một phần thần khí đang ngự trên ngươi mà đặt trên chúng. Chúng sẽ cùng với ngươi gánh vác dân này, và ngươi sẽ không còn phải vác một mình nữa. Ông Mô-xê nói lại với dân những lời của Đức Chúa. Ông tập họp 70 người trong số các kỳ mục của dân và đặt họ đứng chung quanh lều. Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Mô-xê. Người lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Đó là lời Chúa. Chúa cho đến muôn đời.
làm ngài bó vững bền mãi. Ta đã đoàn thề rằng đã vinh là nghĩa bộc ta. Này là dòng dõi ta thiết lập từ muôn thuở của muôn thế hệ, ta xây dựng ngai vàng vạn thu. Kỳ công của ngài đường truyền giao trên chốn thiên đình, ở tầng trời xanh ấy quang minh bằng thiên chúa, cao sang chúa trời ơi xanh đường hơi thở. Dương thượng đế vinh phúng cho người nào tung hô thiên chúa uy quyền, vì nhờ nhân thánh tôi đi khắp cùng cõi đất, công minh chính trường đứng thanh thiên thuộc về chúa. Trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận,
mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Giờ đây, Đức Giám Mục ngỏ lời cùng với cộng đoàn và các tiến chức về sứ vụ của các linh mục, giúp mọi người hiểu hơn về sứ vụ cao cả của chức thánh mà các linh mục đã được trao phó để phục vụ cộng đoàn. Thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Mẹ,
giáo phận hưng hóa cử hành thánh lễ tạ ơn để cảm ơn Chúa nhân ngày tòa thánh chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Đức cha Gioan Maria Vũ Tật. Chúa đã ban cho ngài hoàn tất sứ vụ giám mục tại giáo phận hưng hóa, đồng thời cũng là ngày giáo phận hưng hóa chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên tân giám quản tông tòa giáo phận và khánh thành tòa giám mục giáo phận hưng hóa. Vì dịch bệnh COVID-19, chỉ có các đức cha thuộc giáo tỉnh Hà Nội tham dự. Khi được mời, tôi xin kiếu vì giáo phận chúng ta hôm nay có thánh lễ chuyển chức linh mục cho ba thầy phó tế. Một vài đức cha đã có lời chúc mừng giáo phận Thanh Hóa và chúc mừng tôi. Tại sao các đức cha lại chúc mừng giáo phận chúng ta khi giáo phận chúng ta có ba tân linh mục? Nói cách khác, tại sao việc có ba tân linh mục lại là niềm vui mừng cho giáo phận và giám mục giáo phận? Lời Chúa chúng ta vừa nghe cho chúng ta biết các lý do sau đây. Lý do thứ nhất, vì giám mục giáo phận có thêm người cộng tác trực tiếp trong việc phục vụ dân Chúa. Đó là niềm vui. Bài đọc thứ nhất trích sách Dân số cho chúng ta biết về trường hợp của ông Môi-se. Ông được Chúa chọn để thay ngài dẫn Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Càng ngày ông cảm thấy có quá nhiều việc phải làm, một mình ông không thể làm hết được. Ông đã trình bày sự việc này lên Chúa và Chúa đã chỉ cho ông cách thế để chu toàn sứ vụ như sau: Ngươi hãy tập hợp lại cho ta 70 người trong số các kỳ mục Israel. Ta sẽ lấy một phần thần khí đang ngự trên ngươi mà đặt trên chúng. Chúng sẽ cùng với ngươi gánh vác dân này, và ngươi sẽ không còn phải vác dân này một mình nữa. Tí nữa đây, tôi và linh mục đoàn của giáo phận sẽ đặt tay và đọc lời nguyện chuyển chức linh mục cho ba thầy phó tế. Chúa sẽ ban cho ba thầy thần khí của ngài trở nên linh mục, trở nên linh mục đoàn của giáo phận, trở nên cộng tác viên đắc lực của giám mục giáo phận, trở nên cánh tay nối dài của giám mục giáo phận để trợ giúp giám mục phục vụ giáo phận. Quả thật, việc có thêm linh mục, cụ thể là có ba tân linh mục hôm nay đây, là niềm vui cho giám mục giáo phận. Lý do thứ hai, giáo phận vui mừng vì dân Chúa trong giáo phận sẽ được phục vụ tốt hơn. Như trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, nếu chỉ có một mình ông Môi-se phục vụ dân thì mọi việc sẽ tiến triển rất chậm. Cũng vậy, nếu chỉ có một giám mục trong địa bàn rộng lớn của giáo phận thì khó có thể phục vụ tốt, chu đáo và nhanh chóng được. Hơn nữa, trong bài phúc âm, Chúa Giê-xu cho biết các linh mục là người được Chúa chọn để sống như ngài, hy sinh đời mình để hiến thân phục vụ dân Chúa. Thật vậy, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ ngày xưa cũng nói với các linh mục hôm nay: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Nếu dân Chúa có những người đại diện Chúa hoàn toàn từ bỏ mình để chỉ lo cho hạnh phúc của họ thì hạnh phúc nào bằng. Và đó là lý do mà ba tân linh mục hôm nay là niềm vui cho giáo phận chúng ta, cho dân Chúa. Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa. Còn ba thầy tiến chức thân mến, dân Chúa hết sức vui mừng khi anh em lãnh nhận thân
thừa tác vụ linh mục. Dân Chúa coi anh em như là một món quà Chúa trao cho mình, để anh em luôn là niềm vui cho giáo hội, giáo phận và cho dân Chúa, cho giám mục, cho linh mục đoàn của anh em đây. Tôi xin gửi tới anh em một bài viết về những mong ước của dân Chúa đặt nơi anh em, các tân linh mục, cách rất là cụ thể, của cha Augustino Trần Cao Khải, được đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin anh em nhớ để anh em quyết tâm và kiên trì bước theo Chúa, phục vụ dân Chúa trong chức vụ linh mục, hầu đáp trả mong ước của họ. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi vừa thấy các ngài, người ta nhận ra đó là người của Chúa và cũng là người của mọi người, thánh thiện, thân thương, khiêm nhường, dịu dàng và dễ mến. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi gặp gỡ các ngài, ít ra người ta có thể đón nhận được một nụ cười, một cái bắt tay, một lời chào, một hỏi han, không tiết kiệm xã giao, không lạnh lùng sơ cứng, không bôi bác hời hợt. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi được các ngài phục vụ, người ta nhận ra đó là những chứng nhân đích thực, chứng nhân của lòng yêu thương và lòng trung tín, chứng nhân của vâng phục, khó nghèo và khiêm hạ, chứng nhân của hy tế thập giá và của tin mừng phục sinh. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi chăm chú nghe bài giảng của các ngài trong các thánh lễ, người ta cảm thấy nó mê lời Chúa, cảm thấy thỏa mãn khát vọng biết bao và yêu Chúa biết bao, cảm thấy gia tăng niềm tin và tràn ngập nâng đỡ ủi an của Chúa. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi tham dự các bí tích do các ngài cử hành, người ta thấy sốt sắng lạ lùng vì cảm nghiệm đức tin được thể hiện sung mãn bởi qua các ngài đích thực có một sự hiện diện nào đó rất thánh thiêng và sống động. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để mỗi khi cộng tác với các ngài trong việc tông đồ mục vụ, người ta sung sướng vì được làm việc với Chúa, cho Chúa, người ta hài lòng và nhẹ nhõm quên đi nỗi cực nhọc vất vả vì luôn thấy mình được đồng hành với các cha trong phục vụ. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để mỗi khi thấy các ngài điều hành công việc giáo xứ, công việc cộng đoàn, người giáo dân có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích, người ta có thể cảm nhận được lớn lên hơn nữa, và nhờ việc liên kết với người khác, người ta có thể tự an ủi rằng mình cũng là một thành phần có ý nghĩa trong dân Chúa. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi thấy các ngài ra đi đến với chiên gần chiên xa, người ta nghĩ ngay đến các cuộc thăm viếng mục vụ dưới nắng trong mưa, nơi ngõ hẻm ngoài chốn xa, ra đi âm thầm kín đáo, không bao bị cồng kềnh, không đón đưa rành ràng, rồi trở về, các ngài luôn đem lại những hoa trái mới, những hồi sinh mới, những biến đổi mới. Ước gì các ngài luôn nhớ mình là ai, để khi phải nói về các ngài, người ta không do dự mà bảo với nhau rằng đó chính là mục tử như lòng Chúa mong ước và như lòng dân mong đợi, và rằng chúng ta không thể thiếu ngài, vì ngài đích thực là đấng vấn danh Chúa mà đến, đấng được gọi là Đức Kitô khác, Antichristus. Anh em hãy luôn cầu xin Chúa và mẹ Maria nhân ngày lễ sinh nhật của mẹ cho mình biết đáp ứng những mong ước của dân Chúa vừa trình bày trên. Còn tất cả chúng ta hãy vui mừng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho ba tân linh mục cũng như các linh mục trong giáo phận, và mỗi người chúng ta luôn là niềm vui cho giáo hội, giáo phận và mọi người. Amen.
Kính thưa cộng đoàn, sau đây là nghi thức truyền chức linh mục. Nghi lễ gồm 3 phần. Phần thứ nhất, giới thiệu các tiến chức. Phần thứ hai, lời nguyện truyền chức. Phần thứ ba, nghi thức diễn nghĩa. Để bắt đầu nghi thức, cha Giuse Nguyễn Đức Thanh, giám đốc đại chủng viện Lê Bảo Tịnh sẽ gọi tên và giới thiệu các thầy tiến chức với đức giám mục. Chúng con kính mời cha. Xin mời các thầy sắp được truyền chức linh mục có tên sau đây tiến lên. Thầy An Tôn Nguyễn Văn Chính. Thưa có mặt. Thầy Phêrô Mai Văn Khương. Thưa có mặt. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Văn Tâm. Thưa có mặt. Giờ đây, cha tổng đại diện Mikae Trịnh Ngọc Tứ sẽ thay lời cho mọi thành phần dân Chúa của giáo phận Thanh Hóa cũng như toàn thể hội thánh, xin đức giám mục truyền chức linh mục cho các thầy phó tế vừa được gọi tên. Chúng con kính mời cha. Kính thưa cha, hội thánh làm mẹ chúng ta xin cha truyền chức linh mục cho những người anh em này. Cha có biết những người này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con xin chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các em chúng ta lên đây lên chức linh mục. Trước khi lãnh nhận chức linh mục, tiến chức phải công khai nói lên quyết tâm của mình với đấng bản quyền thay mặt giáo hội. Đó là ý nghĩa nghi thức thẩm vấn sau đây. Chúng con kính mời đức cha chủ lễ. Các con rất thân mến, trước khi lên chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp được lãnh nhận. Vậy các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như là cộng sự viên tốt của hàng giám mục trong việc chăm sóc đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Đức Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong hy lễ tạ ơn và bí tích hòa giải không? Các con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lệnh Chúa truyền phải cầu nguyện mà nài xin lòng thương xót của Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho các con không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, đấng đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyển vì chúng ta, và có muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Linh mục là cánh tay nối dài của đức giám mục. Để xây dựng hội thánh, linh mục và giám mục phải là một trong sứ vụ. Để thể hiện tinh thần ấy, giờ đây ứng viên lên chức thánh sẽ công khai bày tỏ sự vâng phục của mình với đấng bản quyền. Mời quý thầy tiến chức tiến lên. Còn có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con.
Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa kính trọng và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha không? Thưa, con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Trong tâm tình tha thiết khẩn nguyện, chúng ta nài xin các thánh truyền cầu cho các ứng viên chức thánh trong sứ mạng sắp được trao phó. Mời cộng đoàn đứng hiệp ý cầu nguyện qua kinh cầu các thánh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng gia tăng ơn thiêng trên các tôi tớ Chúa đây, là những người Chúa đã chọn để lãnh nhận chức thánh linh mục, phụng sự Chúa và phục vụ dân thánh. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Thánh Mi-ca-ên cầu cho chúng con. Các thánh thiên thần của Thiên Chúa cầu cho chúng con. Thánh Giuse cầu cho chúng con. Thánh Gioan Tây Gia Thánh Phê-rô và Thánh Phao-rô cầu cho chúng con. Thánh An-rê cầu cho chúng con. Thánh Gio-an cầu cho chúng con. Thánh Nữ Maria Magdalena Thánh Tê-phan-ô cầu cho chúng con. Thánh Lao-ren-xô cầu cho chúng con. Thánh Y-nha-si-ô Thánh Antiochia cầu cho chúng con. Thánh Nữ A-nê Thánh Nữ Perpetua và Felicita cầu cho chúng con. Thánh Gregorio cầu cho chúng con. Thánh Augustino cầu cho chúng con. Thánh Athanasio Thánh Basilio cầu cho chúng con. Thánh Marino cầu cho chúng con. Thánh Benedicto cầu cho chúng con. Thánh Francisco và Dominico Thánh Phanxicô Xavier cầu cho chúng con. Thánh Gioan Vianney cầu cho chúng con.
Thánh nữ Teresa, cầu cho chúng con. Thánh nữ Catarina Thánh Siena, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, các thánh nam nữ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung, xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi mọi sự dữ, khỏi phạm tội lỗi, xin Chúa cứu chữa chúng con. Khỏi trên muôn đời, xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì mầu nhiệm Chúa làm người, xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại, xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống, xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội, xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh, xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đức thánh cha cùng căng phẩm trần hội thánh trong tinh thần đạo đức, xin Chúa đoái thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận với nhau, xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phụng vụ Chúa, xin Chúa đoái thương chung lành cho các tiên chứng này, xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chung lành và thánh hóa các tiên chứng này, xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương chung lành, thánh hóa và thành hiền các tiên chứng này, xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu nguyện để những gì chúng con có phận sự thi hành được Chúa nhân hiền giúp đỡ, và xin Chúa dùng ân phúc lành thánh hóa những người mà chúng con xét là xứng đáng hiến dâng để thi hành thừa tác vụ thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây, Đức Giáo mục Chủ lễ sẽ truyền chức linh mục
cho ba thầy phó tế qua việc đặt tay của Ngài, và linh mục đoàn cũng sẽ đặt tay để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho các tiến chức. Ơn Chúa Thánh Thần sẽ được ban xuống trên các tiến chức và khắc ghi dấu thánh, làm cho người được tuyển chọn từ nay sẽ tham dự cách đặc biệt vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô. Giờ đây, ba thầy ứng viên chức linh mục sẽ lần lượt tiến lên trước mặt Đức Giáo Mục để được Ngài đặt tay. Xin mời các tiến chức.
Lời nguyện phong chức là phần trung tâm của nghi thức chuyển chức linh mục. Giờ đây, xin kính mời quý cha và cộng đoàn đứng. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Giáo Mục qua lời nguyện phong chức. Chúng con xin kính mời Đức Cha chủ lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chi thánh, xin nhận lời chúng con. Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hưu, là đấng tạo dựng phẩm giá con người và là đấng ban phát mọi ơn. Nhờ Cha mà muôn loài tiên chiến, nhờ Cha mà muôn vật kiên vững để hình thành một dân tư tê. Cha nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần xếp đặt các thừa tác viên của Đức Kitô con Cha ở những phẩm hàng khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay ở thời cử ước xa xưa đã phát sinh những chức vụ được thiết lập qua các nhiệm tích, vì khi Cha đặt Môsê và Aaron cai trị và thánh hóa dân chúng, Cha đã chọn những người có phẩm hàm và địa vị thấp hơn để giúp đỡ tập thể và công việc của các ông. Vì vậy, trong hoang địa, Cha đã phân phát thần trí của Môsê cho 70 người có trí thông minh, để khi dùng họ phụ giúp, ông có thể cai trị dân Cha một cách dễ dàng hơn. Cũng vậy, Cha đã thông ban sự sung mãn của Aaron cho con cái ông, để chức tư tế theo lệ luật có đủ người dân các hy tế nhà tạm là hình bóng về những hồng ân sau này. Vào thời sau hết, lạy Cha chí thánh, Cha đã sai đến thế gian con Cha là Đức Giêsu, người là vị sứ giả và là đấng thượng tế của hội thánh chúng con. Người đã nhờ Thánh Thần mà dâng lên Cha chính mình làm hy lễ vẹn sạch. Người đã cho các tông đồ của Người tham gia vào sứ mạng của Người sau khi họ đã được tác thánh trong chân lý. Và Cha đã ban thêm cho họ những cộng sự viên để rao giảng và thi hành công cuộc cứu độ khắp cả trần gian. Giờ đây, lạy Cha, chúng con nài xin Cha cũng thương ban cho con người yêu đuôi của chúng con được những người này để trợ giúp, vì chúng con cần có họ để chu toàn chức tư tế tông truyền. Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Chúa đây. Xin Cha đổi mới thần chi và thánh hóa các thầy, cho các thầy biết chu toàn chức vụ nhị phẩm nhận được từ nơi Cha, và cho các thầy biết cai thiên phong hóa thế gian bằng gương sống đời sống của mình. Xin cho các thầy trở nên các cộng sự viên tốt của hàng giám mục chúng con, để lời phúc âm do các thầy rao giảng nhờ ơn Thánh Thần sinh hoa kết quả trong lòng người ta và vang dội đến tận cùng trái đất. Xin cho các thầy cùng với chúng con trở nên các người trung thành phân phát các mầu nhiệm của Cha, để dân Cha được đổi mới nhờ phép rửa tái sinh, được bổ dưỡng nơi bàn thờ, và để tội nhân được giao hòa cũng như bệnh nhân được nâng đỡ. Lạy Cha, xin cho các thầy biết liên kết với chúng con để khẩn cầu lòng thương xót của Cha cho đoàn dân đã được trao phó cho các thầy cũng như cho toàn thể thế giới. Như vậy, toàn thể các dân tộc được tập hợp lại trong Đức Kitô sẽ trở thành dân Cha duy nhất được kiện toàn trong nước Cha. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, Chúa chúng con, đấng hằng sống hằng trị với Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Phẩm phục là áo lễ mà các tân chức sắp mặc, tượng trưng cho quyền cử hành thánh lễ nhân danh Chúa Kitô và giáo hội.
Chiếc áo đặc biệt này được dệt nên từ lời cầu nguyện cũng như bao nhiêu công sức của gia đình và mọi thành phần dân Chúa. Giờ đây, đại diện thân nhân của các tân chức sẽ tiến lên trao phẩm phục cho người con linh mục của mình. Xin kính mời quý ông bà cố tiến lên dâng áo lễ để Đức Cha chủ sự làm phép. Chúng con kính mời Đức Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì Chúa đã đặt con một Chúa làm linh mục thương phẩm đời đời của tân ước, và Chúa đã cho những người ban phát các mầu nhiệm của Chúa. Chúng con nài xin Chúa cho các áo này dành để cử hành các sư thanh được phong phú phép lành của Chúa, và sẽ được các thừa tác viên của Chúa lấy đời sống thanh thiện mặc vào một cách kín cẩn và làm cho vinh dự đời sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin quý cha nghĩa phụ giúp các tân chức mặc phẩm phục. Cử chỉ sức dầu biểu thị sự tham dự của các tân linh mục vào chức vụ tư tế của Đức Kitô. Đức giáo mục nhận khăn phủ đầu gối và sức dầu lên hai tay các tân chức. Xin mời các tân chức từng người tiến lên quỳ trước mặt Đức giáo mục. Xin Chúa Kitô đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Xin Chúa Kitô đấng mà Chúa Cha đã sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và hiến dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Đức giáo mục sẽ trao đĩa bánh và chén rượu trao cho các tân chức. Việc trao bánh và rượu nhắc nhở các tân chức nhớ đến nhiệm vụ chủ sự cử hành thánh thể và trung thành theo Đức Kitô chịu đóng đinh cho đến hơi thở cuối cùng. Mời các tân chức tiến lên. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo mầu nhiệm thánh giá.
con hãy nhận lấy lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo mầu nhiệm thánh giá. Con hãy nhận lấy lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm và noi theo điều con thực hiện và rập đời sống con theo mầu nhiệm thánh giá. Đức Giáo Mục trao hôn bình an cho các tân chức. Đó là dấu chỉ chứng tỏ rằng từ nay Ngài nhận các tân linh mục làm cộng sự viên của Ngài trong thừa tác vụ giám mục, đại diện các linh mục trong linh mục đoàn của giáo phận cũng đến trao hôn bình an cho các tân linh mục để nói lên tình hiệp thông trong chức vụ linh mục của hội thánh. Nghi lễ truyền chức đến đây là hết. Giờ đây, xin mời cộng đoàn tiếp tục tham dự thánh lễ với một tâm tình đặc biệt. Ba tân linh mục dâng thánh lễ đồng tế đầu tiên với Đức Giám Mục và các linh mục đàn anh để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo phận. Mời đội kèn tấu nhạc dâng lễ. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Thank you.
Chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã muốn các linh mục của Chúa phục vụ bàn thờ và dân Chúa. Xin nhờ giá trị của hy lễ này, Chúa thương làm cho việc phục vụ của các tôi tớ Chúa luôn đẹp lòng Chúa và có thể đem lại hiệu quả tồn tại mãi trong hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con bằng việc sức dầu Thánh Thần.
Cha đã đặt con một cha làm vị thượng tế của giao ước mới và vinh cửu, và đã đoái thương an bài cách kỳ diệu là cho chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho dân được chọn làm sở hữu, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn những người tham dự vào thừa tác vụ thánh của mình qua nghi thức đặt tay. Những người này nhân danh người làm sống lại hy tế cứu độ nhân loại, khi chọn cho các con cái cha bữa tiệc vượt qua, và làm gương cho dân cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng lời cha và bổ sức họ bằng bí tinh. Khi phó mạng sống mình cho cha và cho phần rỗi các anh em, những người đó cố gắng trở nên những hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế lạy cha, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô và xưng tụng cha rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa cao cao mình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đinh đô vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá, ta sẽ cùng xin của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh Đức Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một giờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse chúng con. Xin Chúa cùng nhớ đến những người con của Chúa là những linh mục mà hôm nay
Chúa đã muốn ban cho hội thánh cùng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em tin hữu chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con nhờ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lời chúng con, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin hãy thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày chia lai của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho của lễ thánh mà chúng con vừa hiến dâng và lãnh nhận ban sức sống cho các linh mục và mọi tôi tớ Chúa, để khi được liên kết với Chúa bằng tình yêu vinh cửu, họ xứng đáng phụng thờ Chúa uy linh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Kính mời Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn an tọa. Hôm nay không chỉ là ngày vô cùng trọng đại, ngày ắp đầy ân huệ Chúa thương ban cho các tân linh mục và gia đình các ngài, mà cũng là ngày vui chung cho toàn thể sáu phận Thanh Hóa thân yêu. Vì từ hôm nay, cánh đồng truyền giáo của sáu phận có thêm những tay thợ gặt, và Đức Cha có thêm ba linh mục trẻ trung căng đầy nhiệt huyết để sẵn sàng cộng tác trong việc mục vụ. Giờ đây, Cha Tổng đại diện Mikae Trịnh Ngọc Tứ sẽ thay lời cho toàn thể dân Chúa chúc mừng Đức Cha và các tân linh mục. Con xin kính mời Cha. Kính thưa ba cha mới, hôm nay thật là một ngày đầy hồng phúc của giáo phận Thanh Hóa. Hồng phúc bởi vì hôm nay, qua việc đặt tay và lời nguyện phong chức của Đức Cha Giuse, Chúa đã ban thêm cho giáo phận thêm ba linh mục. Hôm nay cũng là ngày vui mừng hoan hỷ của các gia đình ông bà cố, bởi vì các ông bà cố đã quảng đài dâng cho Chúa những người con ưu tú. Đặc biệt đối với ba cha mới, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời linh mục. Vì thế trong niềm hân hoan của ngày đại lễ, với tư cách là tổng đại diện, con xin thay lời cho Đức Cha giáo phận, cho linh mục đoàn, cho nam nữ tu sĩ cùng toàn thể giáo dân giáo phận Thanh Hóa chúc mừng các cha mới. Xin cộng đoàn vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng các cha. Chúng con kính chúc quý cha mới luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy ơn Chúa, để các cha luôn biết vâng phục thánh ý Chúa được thể hiện qua ý bề trên giáo phận, mà hăng say ra chỗ nước sâu để thả lưới bắt cá là các linh hồn. Toàn thể giáo phận xin đồng kính chúc. Đối với các tân chức, ngày thụ phong cũng chính là ngày tri ân. Đại diện các tân chức sẽ nói lời cảm ơn đối với các vị ân nhân, cách này hay cách khác đã dìu dẫn các ngài đến ngày hôm nay. Kính mời các tân linh mục tiến ra trước bàn thờ. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Trọng kính Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Kính thưa Cha Tổng đại diện, Cha Chủ tịch Ủy ban ơn gọi, quý cha hạt, quý cha. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, ứng sinh. Kính thưa quý cấp chính quyền, thân nhân, ân nhân, bạn hữu, quý khách và cộng đoàn. Thiên chức linh mục mà Thiên Chúa đã trao ban là quà tặng nhưng không của Ngài cho chúng con hôm nay, và cũng là công khó của biết bao người. Trong ngày ghi dấu ấn hồng phúc này, cho phép anh em chúng con được nói lên tâm tình tri ân cảm tạ. Sách ngôn sứ Isaiah nói: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao, vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân Ngài đã thương ban,
Chúa đã ban cho chúng con được làm người và làm con Chúa trong lòng mẹ giáo hội. Chúa còn thương ban cho chúng con thánh chức linh mục để phụng thờ Chúa và phục vụ tha nhân, mặc dù chúng con còn nhiều bất xứng. Chúa luôn hành động cách hữu hình qua những người mà Ngài gửi đến cho chúng con. Qua đó, cùng tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, chúng con xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đức Cha Giuse, người đã chọn, gọi và đặt tay chuyển chức phó tế cho chúng con. Đặc biệt, ngày hôm nay, chính Đức Cha đã sức dầu để chúng con trở thành linh mục của Chúa và giáo hội. Xin Chúa luôn nâng đỡ và đồng hành cùng Đức Cha trong hành trình sứ vụ của Đức Cha. Chúng con cũng xin được khắc ghi công ơn của Đức Tổng Giuse, nguyên giám mục giáo phận. Đức Tổng đã yêu thương gọi mời và dìu dắt anh em chúng con từ những ngày đầu trong hành trình bước theo Chúa trên con đường dâng hiến. Xin Chúa thương chúc lành cho Đức Tổng. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý Đức Cha giáo phận Vinh, giáo phận Bờ Lây Ảc, Pháp Quốc đã đón nhận, đồng hành và luôn chăm lo về mọi phương diện trong suốt hành trình chúng con tu học ở Đại Chủng Viện. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Chủ tịch Ủy ban ơn gọi, quý Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Francisco Xavier, Chủng viện Ảc Pháp Quốc, quý Cha Giáo, quý Cha Linh Hướng, quý Cha Giải Tội, quý Thầy Cô Giáo đã dành trọn thời giờ, sức lực và tâm trí để đào tạo và hướng dẫn, giúp chúng con có được hành trang cần thiết cho sứ vụ linh mục mà Chúa giao phó. Chúng con xin cảm ơn Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt. Tuy chỉ trong ít ngày tĩnh tâm, Ngài đã cho chúng con cái nhìn sâu sắc hơn sứ vụ linh mục, cũng như ân cần định hướng cho chúng con về đời sống trong sứ vụ mới này. Chúng con xin tỏ lòng biết ơn cho Tổng đại diện, quý Cha Hạt, quý Cha Nghĩa Phụ, quý Cha nơi chúng con thực tập mục vụ, quý Cha Đồng Tế đã yêu thương giúp đỡ và hôm nay đã đến dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con trong ngày trọng đại này. Cách riêng, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Quản Hạt và cũng là Cha Chính Sứ Chính Tòa, Cha Quản lý Tòa Giám Mục, Cha Trưởng Ban Phụng Vụ, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc, quý Cha Phó Chính Tòa đã ưu tư lo lắng tổ chức thánh lễ hôm nay cho chúng con. Chúng con cũng xin thắp nén hương lòng để tưởng nhớ Cha Giuse Vũ Thanh Long, Cha Anton Phạm Đình Phùng cùng quý Cha Giáo đã hoàn thành nhiệm vụ ở trần gian này. Xin Chúa thương ân thưởng nước trời cho các ngài. Giờ đây chúng con xin có lời tri ân đến quý thân nhân, ân nhân, quý khách và cộng đoàn. Kính thưa bố mẹ, chúng con xin khắc ghi sự hy sinh cao cả và hết lòng tri ân bố mẹ đã sinh thành, dưỡng dục và quảng đại hiến dâng chúng con cho Thiên Chúa. Nguyện Thiên Chúa ban cho bố mẹ sức khỏe, bình an và tràn đầy phúc lành của Ngài. Chúng con xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, ứng sinh, quý thân nhân, ân nhân trong nước và hải ngoại, quý cộng đoàn các giáo xứ nơi chúng con thực tập mục vụ, quý bạn hữu xa gần đã đồng hành, giúp đỡ và cầu nguyện nhiều cho chúng con. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý cấp chính quyền thành phố Thanh Hóa, phường Trường Thi đã tạo điều kiện để buổi lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Chúng con xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chính Tòa, các ban ngành đoàn thể, phụng ca, ca đoàn, đội kèn, đoàn trống, ban trang trí, ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, ban trật tự, ẩm thực, môi trường và tất cả những ai đã đóng góp phần mình để thánh lễ hôm nay được diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và đầy tình hiệp thông. Chúng con xin cảm ơn quý khách và toàn thể cộng đoàn đã đến đây hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với chúng con trong ngày đại phúc này.
Người ta thường nói ngôn bất tận ý, những lời chúng con vừa tỏ bày trên chưa thể nói lên hết được tình yêu và tình cảm mà Đức Cha, Quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn dành cho anh em chúng con. Kính xin Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn nhận nơi chúng con những thiếu sót đó. Trọng kính Đức Cha, kính thưa Quý Cha và cộng đoàn, hồng ân linh mục mà chúng con vừa lãnh nhận không phải là đích đến của một quá trình tu học, nhưng là khởi đầu cho một sứ vụ mới, đó là loan báo tin mừng và phục vụ tha nhân theo gương Đức Kitô, mục tử nhân lành. Vì thế kính xin Đức Cha, Quý Cha và quý vị tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện để chúng con có thể chu toàn bổn phận mà Chúa và Giáo hội giao phó. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Đức Cha, Quý Cha và tất cả quý vị. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Một tâm hồn trinh trong, một đôi tay vừa được sức dầu. Hôm nay chính là ngày các tân linh mục có điều kiện cao nhất để kéo ơn trời xuống trên nhân gian. Đó là ý nghĩa phép lành đầu tay của các tân linh mục. Chúng con kính mời quý tân chức ban phép lành cho cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Xin mời cộng đoàn hợp ý cách đặc biệt với các tân chức trong ngày trọng đại này để nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là đấng thiết lập và cai quản hội thánh dùng ân sủng của Người mà không ngừng bảo vệ các con, để các con trung thành chu toàn các nhiệm vụ của chức linh mục. Chính Người đã làm cho các con trở nên tôi tớ và chứng nhân phục vụ tình yêu và chân lý của Người trong thế gian, và nên thừa tác viên trung thành thực hiện việc giao hòa. Người cũng làm cho các con trở nên các mục tử chân chính, phân pháp bánh thánh và lời hằng sống cho các tín hữu, để họ tăng trưởng hơn trong sự hiệp nhất của thân thể Đức Kitô. Và nhờ lời bầu cử của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, chúng con kính mời Đức Cha và Quý Cha
chụp hình lưu niệm với các tân chức tại lễ đài giáo xứ chính tòa và dùng tiệc mừng các tân chức vào lúc 10:30 tại tòa giáo mục. Mời ca đoàn hát kết lễ. Hãy subscribe.